Những quan niệm phổ biến về sức khỏe đều sai lầm. Bình thường, bạn có để tâm đến việc duy trì nâng cao sức khỏe hay không? Có lẽ có không ít người quan tâm tới tập thể dục thường xuyên, bổ sung chất, dùng thuốc đông y hay chú ý tới các bữa ăn. Tôi không hề có ý phủ nhận những nỗ lực của họ, nhưng tôi khuyên họ nên kiểm tra tình trạng sức khỏe một lần để kiểm tra xem phương pháp mình vẫn làm từ trước đến nay có thực sự hiệu quả hay không. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì trong các phương pháp vốn vẫn được tin tưởng là tốt cho sức khỏe, lại chứa rất nhiều yếu tố gây hại đến cơ thể. Đặc biệt, trong các phương pháp liên quan đến ăn uống, có không ít phương pháp có hại cho sức khỏe của bạn. Ví dụ, bạn có tin và thực hiện theo các phương pháp dưới đây không? Ăn sữa chua mỗi ngày để cải thiện tiêu hóa. Uống sữa bò mỗi ngày để phòng tránh tình trạng thiếu canxi. Ăn hoa quả dễ béo nên hạn chế ăn, thay vào đó bổ sung vitamin bằng các thuốc bổ trợ. Hạn chế ăn tinh bột như cơm, bánh mì để tránh thừa cân. Thích các món có hàm lượng protein cao nhưng ít calo. Uống trà nhạt dầu catechin. Đun sôi nước trước khi uống để loại trừ clo tồn tại trong nước máy. Các loại phương pháp trên đều là các phương pháp phổ biến được cho là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu đứng ở một góc độ của một bác sĩ nội soi dạ dày như tôi mà nói, thì đây cũng chỉ là những phương pháp sai lầm. Gây ảnh hưởng xấu đến vị tướng và tràng tướng. Thực tế, tôi chưa gặp ai có đường ruột tốt nhờ ăn sữa chua mỗi ngày cả. Hơn một nửa người Mỹ sống uống sữa bò mỗi ngày, nhưng nhiều người vẫn đang phiền muộn vì bệnh loãng xương. Những người Nhật uống trà có hàm lượng catechin cao mỗi ngày đều có dạ dày rất xấu. Những người có công việc phải uống nhiều trà mỗi ngày, ví dụ như các bậc thầy về trà, thường xuất hiện tình trạng viêm teo dạ dày, bệnh trạng tiền ung thư dạ dày. Trong số những người có dạ dày đường ruột xấu, không có ai có sức khỏe tốt. Vậy tại sao những thứ làm hỏng dạ dày đường ruột này lại luôn được giới thiệu là tốt cho sức khỏe? Có lẽ vì họ chỉ nhìn thấy một thành phần hiệu quả trong các loại thực phẩm này. Tôi sẽ lấy ví dụ như trà xanh. Dĩ nhiên, catechin có nhiều trong trà xanh có tác dụng diệt khuẩn và chống oxy hóa. Vì thế mới có nhiều người tin rằng nếu uống thật nhiều trà xanh Nhật Bản thì có thể sống thọ hoặc phòng chống ung thư. Tuy nhiên, tôi lại có rất nhiều nghi vấn với catechin thần thánh. Bởi như phía trên tôi đã đề cập đến, các kết quả lâm sàng cho thấy người có thói quen uống nhiều trà thường có dạ dày xấu. Catechin trong trà xanh là một loại polyphenol có tác dụng ngăn cản quá trình oxy hóa là điều hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, trong một lượng catechin kết hợp lại với nhau, khi một lượng catechin kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành một chất gọi là tannin. Tannin là thành phần chát có trong thực vật và trước đây ở Nhật chất này gọi là vị chát. Vị chát trong quả hồng cũng chính là chất tannin này. Tannin có đặc tính dễ oxy hóa, khi gặp nhiệt độ cao hay tiếp xúc với không khí dễ dàng chuyển hóa thành axit tannic. Các axit tannic này sẽ làm đông cứng các protein. Học thuyết của tôi cho thấy chính các axit tannic có trong trà xanh gây ra các ảnh hưởng xấu đến niêm mạc dạ dày và khiến dạ dày ngày càng kém. Thực tế, khi nội soi dạ dày của những người uống trà nhiều có chứa nhiều axit tannic, trà xanh Nhật Bản, trà Trung Quốc, hồng trà, cà phê hay trà Dokudami hay trà Tochu, v.v. Kết quả cho thấy niêm mạc dạ dày của nhiều người đang bị mỏng đi và xuất hiện tình trạng teo dạ dày. Tình trạng teo dạ dày mãn tính hay bệnh viêm teo dạ dày rất dễ chuyển thành ung thư dạ dày. Để chứng minh cho giả thuyết này, vào tháng 9 năm 2003 tại hội thảo ung thư Nhật Bản, giáo sư Kawanishi Tadashiyu đến từ Đại học Mei đã cùng các cộng sự của mình công bố bản báo cáo cho thấy catechin gây tổn thương đến DNA. Những nguy cơ mà trà mang lại không chỉ dừng ở đó, bởi phần lớn các loại trà này bày bán trên thị trường đều sử dụng các loại thuốc nông nghiệp trong quá trình trồng trọt. Và khi nghĩ về các loại các tác hại của tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, của axit tannic hay của caffeine, tôi khuyên các bạn không nên uống trà thay nước. Với những ai thích uống trà, hãy uống loại trà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, uống sau khi ăn để tránh tổn thương cho niêm mạc dạ dày, và mỗi ngày chỉ nên uống từ 2 đến 3 cốc trà mà thôi. Ngày nay càng có nhiều người tin vào các thông tin sai lầm tương tự như trên, và theo tôi nguyên nhân là do y học hiện đại không xem xét tổng thể cơ thể con người. Cơ thể con người có sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận. Chỉ một bộ phận hoạt động tốt không có nghĩa là cả cơ thể đều tốt. Người ta thường nói, thấy cây mà không thấy rừng. Bạn không thể chỉ nhìn vào một thành phần của đồ ăn mà quyết định món đó có tốt hay không với cơ thể của bạn.